Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay à, sẵn có dịp đi à, đi chơi anh em đi à, trưng bày ha thì em cũng chưa quyết định nữa thì à, mấy anh em ngủ à, đi in tỉnh chơi đi rồi dấp anh em thì à, cũng à, có một cây hướng nhất thì cũng à, dưới cái thần là góp vui ha đi anh tỉnh đi góp vui với anh em gặp mặt những anh em để mình giao lưu là một phần rồi à, mình đem trưng bày à, hoặc là thi gì đó thì tùy Ha, lên tỉnh thì nhiều khi thấy cái cây của mình nó nó không có được uh, ok trong cái cuộc chơi đó thì mình sẽ thấy nó qua trưng bày đi chơi thì mang chắc là giải trí thôi chứ không có uh, giải nó cũng không có nhiều tiền hết em nó có mấy trăm ngàn triệu thôi chủ yếu là mình mang tính chất là mình đi chơi giao lưu ha thì uh, sẵn uh, dịp như vậy thì em đem cái cây này vô em vệ sinh ha rất là cực luôn em mỗi lần đi chơi vậy mất cả ngày trời á, anh em thấy cây nhỏ vậy thôi nhiều khi anh em mình á, thì làm với cái cái tôi tưởng là làm nó 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 chưa có được ok thì sẵn đây em cũng lên em biết nhiêu thì em sẽ chia sẻ cho anh em mình nhiêu thôi nha chứ này là ý kiến riêng chứ em cũng không phải là ông này bà nọ gì mà em chỉ bảo anh em nhất là cây nó sẽ chia ra thầm một cái về vậy thứ nhất cái cây của mình đó nó có thể xấu ha nó có thể đẹp với người này và xấu với người kia nhưng mà cái tính chất kỹ của của mình ha thì nó nó đem lại cái cây rất là đẹp đẹp mắt ha nhất thầy thì bên em cũng nghe những anh em đi trước người ta chia sẻ thì cái lỗi nào là lỗi của cái cây á ví dụ như cái cây thẹo lớn thì mình có thể nuôi thêm cành đó có đơ thì cái đó cái cây nó có quyền xấu nhưng mà cái lỗi của nghề người nghệ nhân người... đ儿... pues, à, là... thì nó cao hơn Tại nhiều khi anh em mình cứ đi chơi Cứ vô thấy cây người ta chỉnh chu quá mà cây của mình nó chưa có được đạt Hay về của mình cũng rút kinh nghiệm đó anh em ha. Thứ nhất là chậu bọng phải sạch sẽ là Cây, cái chậu, cái chậu này người ta vẫn tính điểm này nè anh em ha. Thứ nhất chất liệu chậu ha Rồi chậu nó có phù hợp với cái cây hay không ha Rồi ghế này phả điều ha Chất trồng Rồi thêm cái lớp rong riêu ở trên đây nè thì cái đó là cái khách, cách trưng bày của người nghệ nhân thì cái khâu đó nó rất là quan trọng thì người ta chấm điểm cây thì nếu mà có thể có thể sai sót thì người ta sẽ Hay như ví dụ như hai cây một cây vô nhất một cây vô nhì thì nó rất là khó cho ban giám khảo anh em chứ không phải là đơn giản đâu hai cây nó đều đẹp tỷ lệ nó đều đúng nó vô nhất nhì rồi thì người ta sẽ xét thêm những quan điểm thứ nhất là, à, chậu bọng nè cách trưng bày nè kệ nè chậu nè rồi à, cách sạch sẽ gông riu này nọ người ta sẽ tính thêm cái phần đó vô mới xét được cái nhất cái gì anh em chứ không phải là cái một cái cuộc chạy marathon người nào chạy tước thì sẽ ăn ha nó khác xa với những cái 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 điều đó còn ở đây vô cây nào cũng đẹp hết đơn anh em thấy cây nào cũng đẹp hết rất là khó ban giám khảo nhiều khi chấm cái cây này với cây kia cái nhiều khi những anh em ngoài ta cự ha nhưng mà người ta sẽ xét tính theo cái cơ bản ta sẽ có một cái khuôn điểm rồi cách bài trí cách người nghệ nhân như thế nào nên mỗi lần đi chơi anh em Nè, đây em dùng hai cái nhíp này nè. Trời ơi, mỗi nè tỉa anh em thấy không? Tỉa tỉa là phải dung đều hết mỗi cây đọt nào cũng phải có lá không thừa không dư ha mỗi đọt hai ba lá ba bốn lá nó phải gãi đều một cái cây rồi cây nó sạch sẽ từ ở dưới cái chân rễ những cái cọng rễ lông này nè cái cây này lúc trước em có có chặn lên đây một, một 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 miếng đen để ổ đất vô để cho trong quá trình mình nuôi nó không có bị thiếu nước ấy. em cũng mới gỡ ra rồi ba cái rễ lông này nè mình bắt đầu nhổ từ cọng móc phé gông ghiêu đột cại nó ra ha còn mình dùng máy xịt á, thì cũng được nhưng mà máy xịt thì nhiều khi mình xịt mạnh tay quá thì nó sẽ bông đi cái lớp da của cái cây thì nhìn cái cây của mình nó nó không có được đẹp nó không có được đồng màu với cái cây ha thì nên làm bằng thủ công nè tay chân được em về làm là còn chưa bằng những anh em kia đó những anh em ta đi chơi lâu dài lâu ngày á kỹ lắm kìa nhìn cái cây không lẽ liếm được luôn nó không còn miếng bụi nó sạch sẽ anh em cái cây này hồi nãy là em làm sáng gì chắc cũng phải 3 tiếng đồng hồ rồi đó mà mới chưa xong nữa là còn vẫn còn gông ghiêu ở trên cành bắt đầu lấy cái nhíp này nè không khửi từ chút từ ly từ tí lượt ly từ tí nó kỹ ha thì mình nó sẽ làm cho cái cây của mình nó nhìn nó nó mướt mắt hơn cho dù cái cây của mình nó không đẹp nhưng mà nó, mình ăn về một cái là hướng nhất sạch sẽ gọn gàng trước cái đi ha đẹp mắt ha mình đi xách cái cây mình lên đó mình trưng bày thì mình cũng phải là đẹp mắt để cho cái người ta đi tham quan ta còn nhìn tới chứ để mà có thể là người ta sẽ chơi ở cái cây này xấu nhưng mà làm kỹ à, nghệ nhân người ta làm kỹ sạch sẽ gông ghiêu đâu đó tôm tắt đàng hoàng thì nó cũng được phải không anh em nhiều khi người ta chụp hình đồ này nữa, nó cho dù cái cây xấu nhưng mà người ta kỹ đừng cái kỹ à, còn nhiều khi anh em mình để chậu thường quá cũng không tốt tại vì không phải đây nói không phải nói vấn đề tiền bạc nhưng mà đã quyết định đi chơi cái cây của mình là giá trị thì mình cũng phải vô cái chậu cho nó xứng tầm với cái cây à, chỉ đã nói thường thường cái nó ở đó nó chơi tiền thí dụ như không có tiền mà anh em sách vô đó anh em mình làm người ta cũng không có hài lòng ha, nên cái nào cũng phải tôm tắt có thể xấu một tí ha, cây thì người này thấy xấu người kia thấy đẹp thì nó cũng bình thường nhưng mà cái việc tôm tắt trong cái, cái 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 đó là nó phải chắc chắn là phải một trăm phần trăm mình làm hết khả năng của mình ha, gặp cái gì mình làm cái đó làm nè anh em thấy không nè anh em thấy đơn giản vậy chứ khi mà mình khửi ra nè anh em thấy không đó những cái này thì nó đóng trên cái cây đó thì nó đóng thành lớp lớp thì nó sẽ dơ nó không nhìn nó không có được sạch sẽ À, bởi vì như anh em có những anh em ta đi tham quan ta đi chơi rất là nhiều ta cũng nói mình 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 cũng rút kinh nghiệm anh em đó khử lần từ tí từ tí vậy nè làm có có cây làm cả ngày trời chỉ cần gỡ ghẻ không này gan như mà đi làm móng móc phé tay vậy đó nè trong kẹt trong hốc đồ ha gông ghiêu đất của mình là trồng trong đây nè lâu năm quá nó bám nè và làm xong cái phần dưới cái đi bắt đầu dài làm cái phần cành nè anh em thấy không gông ghiêu nè đó Tuy gần mỗi lần mình móc ít 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 vậy nhưng mà móc ra xong là nó sạch cái cây của mình dữ lắm. Chứ còn mình mình để nhìn nó 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 không có được vệ sinh đến em, không được mướt con mắt của mình. Ha. Còn cái tính của mình thì mình kỹ nữa khi mà mình chơi. Còn nhiều khi anh em nói ừ sách bỏ vô đó đại đi cũng được, cái đó thì cũng đâu có quan trọng gì đâu. Ha. Nhưng mà cái này là cái nghề của mình mình yêu thích thứ nhất là bán làm lấy tiền thì là một phần thôi còn như mà cái nào đam mê sạch sẽ ngon lành gọn gàng thì bắt buộc nó phải đẹp hơn chứ sao anh em phải không cái gì cũng phải vậy mà ừ, Mấy gặp mấy anh em kia Người ta trà từ cái nhánh xương luôn anh em Vệ sinh nó rất là cực à, Chứ không phải thấy cái cây đựng ừ, Này nó làm vậy làm câu giờ Thậm chí cả cây nhà của mình Mình làm bỏ thời gian cho mình làm Nhiều khi mình làm mướn Kêu vệ sinh tội Này nó làm có một cây một mà đâu cả ngày trời Gặp cái tính mình kỹ nữa anh em à, Móc từng cái phé Y như mà làm móng Nhưng không có khác gì ta nghe à, Mấy cái khe Mấy cái nhánh chẹt này Nó có kẻ nè là mình phải bươi nó ra Đó. làm cho nó mịn sạch sẽ hết mức có thể nè sớm giờ em làm cũng ba bốn tiếng đồng hồ mà mới chỉ được có dọn cái bộ đế với cái phần thân chính thôi còn cái bộ cành nãy giờ em cũng chưa làm nữa thì sẵn dịp em nên em cũng quay lên em chia sẻ cho anh em để nhiều khi anh em mình cũng lên hỏi à, mình đi thi mình cần cái gì thứ nhất á mình thi thi á hoặc là trưng bày gì mình sẽ không có tốn tiền nha mình chỉ tốn tiền là sắm cái cây thôi À, cộng thêm đam mê mình thì có những mình đi chơi được một hai lần hoặc là anh em mình có thể là liên kết bên à, những cái à, chú ở bên à, câu lạc bộ xã hoặc là huyện hoặc là tỉnh gì đó khi mà người ta biết tới mình rồi thì khi mà có cuộc chơi nào ở đâu á, thì người ta sẽ liên hệ với mình ha để người ta gửi thư mời mình đi ha rồi à, đi thì sẽ có thứ nhất là tác phẩm bự nhỏ thì người ta cũng sẽ có hỗ trợ chi phí của mình đi nhưng mà cũng không có nhiều đâu tùy tùy cuộc chơi Thí dụ như tâm 200 000 ngàn tiền xe mà mình go mình đi bốn 5 cây thì mình cũng sẽ đủ cái chi phí chuyến xe của mình đi rồi nếu mà cây có giải á thì người ta sẽ tao bằng khen cho mình cộng thêm phần tiền tiền thưởng ha thì nói chung là chơi với tính chất là chơi giải trí chứ tiền bạc thì nói chung nó cũng sẽ không có nhiều ha người ta chỉ mong là tổ chức để gặp gỡ anh em giao lưu uh, với nhau thôi đó rồi không tốn tiền bạc gì hết ha chỉ có cây đẹp đủ thấy uh, cây của mình đẳng cấp mình cứ sách đi chơi không đi thi nhưng mà vẫn trưng bày người ta vẫn chấp nhận ha chứ không phải là hầu như là đam cây nào vô đó cũng đẹp thứ nhất là khi mà cái cuộc tổ chức nào á mà nhiều cây đẹp quá thì những cái cây xấu những cái cây hơi thường một tí người ta sẽ không có dám đam đi lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần quá thì nó nó cũng sẽ không có hay cái đó cái nói tội mới có mấy cây đây đẹp đẹp nó chơi hoài nhưng mà giống như em đam mê thì em cũng sắm một cây để khi mà có cuộc chơi nào cũng đi giao lưu với mấy anh em ha. còn nên nên cái ban tổ chức hồi nào cũng sẽ muốn có nhiều tác phẩm của nhiều anh em ở phương xa trở lại thứ nhất là làm cho cây của mình nó, nó 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 rộng hơn rồi nó 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 nhiều cái tác phẩm đẹp hơn để anh em mình cùng tham quan cùng trao đổi giao lưu để cùng mình cùng học hỏi cái dáng nào đẹp cây nào đẹp để mình mình phát triển nó lên ha chứ không phải là cứ cây nào đẹp Và mình đam tính có những cái cây tuy rằng nó không có nhiều tiền ha nhưng mà nó mang đẹp là người ta vẫn chấm ha à, chứ không phải là cứ nhiều tiền theo anh em mình nghĩ đâu lên tên đó hàng trăm triệu hàng gì đâu không có đâu ví dụ như năm bảy triệu vẫn đam đi chơi được nhưng mà đồ đủ, đủ yếu tố của mình cái cây của mình mình đam cho người ta đi xem rất là nhiều anh em ta đi xem luôn thì của mình phải thứ nhất sạch sẽ trước cái tinh tinh ha à, thì em cũng đi chơi với những anh em đi trước người ta cũng rất là kỹ nên mình đi theo rồi bắt đầu mình mới học từ 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 anh em chứ ai đâu mà ra cái biết liền rồi đó em cũng sách cây đi mới đầu thì mình cũng đâu có làm nó quá kỹ đâu ha, mình cũng không có thời gian anh em ha, rồi sau mình đi nhiều lần thấy mấy anh em tỉ mỉ tằng bằng rất là kỹ luôn ha, nên mình cũng học được phần nào thì đi chơi nó cũng rất là vui anh em. Ha, khi nào mà có cuộc chơi nào là ta sẽ thông báo cho mình đi thì mình thì anh em thứ nhất á tại sao có một số anh em có rất là nhiều cây đẹp luôn nhưng mà anh em có vô anh bình luận hỏi tại sao mà à, tổ chức ở đâu sao mình không biết gì hết trơn anh em phải đi chơi ha đi chơi được một lần hai lần thì cái người bên sinh vật cảnh đó đó người ta mới biết là anh em mình một có cây và hai là anh em mình cũng đi chơi giao lưu nên người ta sẽ gửi thư mời còn như bây giờ anh em mình có cây tiền tỷ bỏ nhà đi nhưng mà anh em mình không có đi chơi rồi người ta cũng không sợ anh em mình không biết có đi hay không rồi người ta gửi thư mời anh em mình nữa ha, nên khi mà anh em mình chơi được một hai lần là người ta sẽ rủ mình ta đi chơi thứ nhất là người ta rất là tạo điều kiện cho mình Ha, tạo điều kiện để thứ nhất anh em mình được gặp nhau để giao lưu là một phần rồi à, cái cuộc chơi đó nó sẽ được nhiều tác phẩm và nó mở rộng mở lớn mở rộng mở lớn hiện giờ anh em mình thấy thì tiền kiển bây giờ rất là phát triển ha đặc biệt thì như kiến dòng kiến xanh thôi à, nhưng mai vàng thì nó cũng khá là ít mai vàng nó vẫn có nha có một số anh em chơi những cái cuộc thi như như bonsai mini nè à, bonsai tiểu nè bonsai trung nè bonsai đại nè rồi tiểu cảnh nè rồi hàng hoa trái nè thì thường thường là đi chơi sẽ có những cuộc chơi đó ví dụ như mai vàng có một số anh em tầm tháng 7 tháng 8 đổ lên đó, thì người ta cũng sẽ lãi lá mai vàng rồi người ta đi chơi hoa cái dạng cây hoa hoa trái hoặc là xăm núi nè xăm núi nó sẽ rất là ưu, ưu thế nha anh em xăm núi nó sẽ chia làm hai dòng luôn á đi thi rất là lợi thế thứ nhất á cây cốt cành đẹp không có trái thảy qua hàng bonsai ha còn cây sam núi đã bonsai đẹp rồi cộng thêm có trái như cái nữa thảy qua bên trái lụm chắc luôn ha tại vì cái xăm trái khi mà nó nổ đổ, đổ trái đồng loạt hải châu rồi đó trái hoa nó đồng loạt nó nhìn nó khủng khiếp lắm một trái một ngàn là nó tính ra nó cũng nhiều tiền luôn anh em nên cây kem xăm trái được giờ hầu như là cây xăm trái em thấy cái thị trường xăm trái nó đang đi lên rất là mạnh luôn nhiều thứ nhất cái bộ xương của nó thân cốt cành của nó cũng dễ nuôi dễ tạo tác hơn của mai chứ thủy này một phần rồi hoa trái thường xuyên cốt cành cũng đẹp không thua gì mai chiếu thị nên cái thị trường sam núi mấy năm trước thì nó đã phát triển rồi nhưng mà nó không có mạnh bằng mấy năm nay đâu mấy năm nay được nhiều nên mình phổ biến ra nên cái thị trường sam trái nên nó không có sam trái nó bị hạn chế là cái gì anh em biết không cái hoành của nó không có lớn được nó giống như bông trang vậy đó hoặc là hồng ngọc mai vậy đó cái hoành của nó tầm khoảng 40 mươi hoành là nó đã gọi là hàng khủng hàng ông cố nội rồi À, còn mai chiếu thủy của mình thì nhiều khi lá trung này có cây cả mét hoành cũng vẫn có à, nên nó bự được còn cái sam núi thì nó nó sau này nó nó bốn mươi hoành gọi là đẹp hàng trồng sau này nha còn những cái hàng khai thác thì mình không nói khai thác thì nó ở tông gừng nó cả trăm năm tông gừng thì nhiều khi 50 mươi hoành cũng có nhưng mà đó là thuộc là hàng siêu hiếm hàng sưu tầm rồi nó giống như đồ cổ rồi à, nên khi mà nhiều khi anh em mình nói chiếu thủy sam núi nó sẽ không bằng chiếu thủy thì cũng đúng tại vì chiếu thủy nó sẽ có những cái cây sáu bảy mươi dành hoành hàng khủng Tại vì cái chủng đó là cái chủng loại cây Thứ nhất chiếu thủy nó nhanh lớn hơn xăm núi Cây mét hoành nó có Mà nhiều cây nó cũng gọi là bình thường ha Còn như xăm núi 40 hoành nó đã cụ giống như bông trang vậy anh em thấy Bông trang 40 hoành cái là anh em thấy khủng khiếp ấy. Xăm núi nó cũng nằm cái dạng đó Hoặc là hồng ngọc mai rồi Là những cái cây nó không có phải là cây lớn quá Nên nó nằm ở cái dạng trung đó thôi Nên nó mặt nó bị hạn chế về cái mặt sai của cái cây Ví dụ như chiếu thủy thì có bông sai đại còn Sam nó chỉ nằm ở bonsai tiểu là cùng rồi Ít khiếm khi mà lên được số bonsai trung lắm ha. Tại đó là cái chủng loại cái cây Nên nhiều khi những anh em lớn người ta phái chơi cây bành bành Thì người ta cũng sẽ hơi bị hạn chế Vì cái mặt sam núi hàng khủng hàng lớn ha. Em thì ngược lại phá những cái dòng mà cây lâu 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 lớn nhưng mà thà hoành nhỏ nhỏ thôi tại vì có một mình em ở sân đây cũng có nhiều gọn á nên mình sẽ để được cây nhỏ mình sẽ để được nhiều cây hơn Nè, mình vệ sinh nhờ không? không phải những cái cây đi thi đâu thì ví dụ như cái cây nhà anh em mình đang chơi lâu quá thì anh em mình cũng phải nên vệ sinh những cái khe những cái kẻ những cái ngóc ngách mình sẽ bươi gông ra để những cái nấm bệnh của nó nó sẽ phát triển ở trong cái cái đó ha phát triển ở trong đó thì nhiều khi anh em mình không có kiểm tra lâu năm vài tháng quá thì nó sẽ bị hư cái cành đó luôn nên khoảng năm trời thì anh em mình nên vệ sinh đó. một năm tệ thì cũng phải được một lần vệ sinh ha cắt tỉa rửa bỏ những cái nhánh thừa rồi bỏ những cái nhánh chẹt nhánh nằm trong kẹt trong hốc để loại bỏ những cái nhánh đó để cho cái cây của mình nó sẽ phát triển những cái nhánh mà mọc đúng vị trí những cái nhánh mà nhánh dương nhánh đẹp ha thì nó sẽ phát triển nó nuôi chất dinh dưỡng lên đó còn ví dụ như mà anh em mình không có vệ sinh không có cắt tỉa rửa thì những cái nhánh gừng đó nó sẽ phát triển nhanh hơn những cái nhánh mình sửa tại cái nhánh của mình sửa ở đây là mình vô dây mình cặp nó thì nó sẽ bị chai nó không có phát triển giống như mà những cái nhánh đi thẳng lên thì cái cây của mình cái nhánh cái nhánh đi thẳng đó nó bự quá thì à, lâu ngày vài tháng nó sẽ bị bỏ luôn cái nhánh à, cái nhánh à, cái nhánh của mình xài cái nhánh sửa của mình xài ha. nên mình lâu lâu mình phải vệ sinh nếu mà cắt rửa, tỉa đó thì cũng không có nên để lâu mình tỉa nhánh thì tầm khoảng 3 tháng 5 tháng 3 tháng đến 5 tháng là mình làm một lần thì tệ diện năm mình cũng phải làm 2 cho đến 3 lần cái vụ cắt tỉa còn cái gì phần vệ sinh này nè ha thì lâu lâu khoảng năm trời anh em mình làm một lần cũng được còn phần vệ sinh này cũng không có cần làm nhiều một năm là một lần được rồi móc gông này nè để mình hạn chế cái nấm bệnh nấm hồng ghiêu móc nghiệp sáp đồ chai ái sạn nhánh đồ đó thì mình sẽ vệ sinh thiệt là kỹ nó một năm một lần ha còn cái vụ mà cắt tỉa gì gông nhánh lượt nhánh thì mình sẽ làm tầm khoảng 5 tháng là mình làm một lần ha thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cái cây của mình nuôi chơi nó bền hơn nó không bị hư nhiều khi anh em mình có những anh em làm không có kịp hoặc là anh em mình mua về cái anh em mình không có chăm sóc được á anh em bỏ mốt cái nó bị hư nó mới mất tiền của anh em ví dụ như anh em mua cái cây 20 triệu đi anh em nuôi 5 năm đã đợi anh em về bán còn 15 triệu tay nó bị hư nó bỏ cái bộ cành của anh em mình ha nên á mình phải vệ sinh cái đam mê mà đó. À... Móc từ từ tẳng 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 Kẹt móc rồi mình móc nha Đó. Để cho nó, nó đừng có bị chai sạn, Đừng có bị hư cái cây của mình Em thì gì chứ Phái đam mê cái này lắm Gỡ lần tí 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 Anh em thấy gầu lắm anh em ơi Nhưng mà nó đã Mình chơi cây là nó đã nhất đến khúc này nè anh em mình đụng tới cái cây mình gờ mình làm cho nó mình mới đã chứ còn chơi cây người ta làm sẵn ra đó rồi bỏ đó rồi uh, tới chết thôi thì còn gì nữa đã nè tối ngày chỉ nhìn nữa thôi thì cũng đâu có đã đâu mình phải động mình phải làm nuôi cây là phải đã nhất là cái khúc này nè cái khúc vệ sinh để cái cây của mình nó sạch sẽ đẹp hơn gỡ như gỡ ghẻ <laughs> lá mới tính nói gì cho anh em mình mà em quên rồi ta để em nhớ mấy cái lằn kẻ của mấy cái cái sớ thịt của cái cây của mình cái phôi của mình đó. đó thì mình vệ sinh những cái lần kẻ đó cái nhíp này thì mấy cái này nè anh em mình lên shopee á anh em kiếm nhíp nhổ gâu á, thì nó ra hàng lọt cho anh em mình mua vừa vừa thôi nha đừng có mua cái cây bự quá cái cây bự quá đợt trước em em cũng thấy cái cây bự tính nói làm chó nhanh á nhưng mà cái lực tay của mình anh em mình kẹp vô nó không có mạnh bằng cái cây nhỏ này cái cái cây bự đó em cũng có mua mà về không có xài được nên anh em mình có mua thì mua những cái cây nhỏ nhỏ vậy thôi tại mình làm chi tiết mà mấy anh em gặp mấy em khác là còn kỹ hơn nữa. đất rồi gông ghiêu cái này em làm xong rồi em cũng phải đắp ghiêu lên cái nữa cái này hổng gọi là tầng đất ak cao lên như vậy nè rồi mới phủi xuống nè vệ sinh nó ra cái là nó đẹp liền nhìn nó đã lắm anh em thì cũng sẵn dịp nên cũng có nhiều anh em hỏi mấy cái bình luận được trước á mình hỏi chăm sóc cây này nọ rồi đi thi đi chơi đi trưng bày đồn sao ha. thì sẵn lên sẵn có dịp nên em cũng lên cái clip cho anh em mình luôn cái này làm chắc như vậy cũng chắc hoàn thiện nó cũng khoảng 5 tiếng tại vì này nó cũng nhỏ Cặp cây bự hơn em cũng đang làm à, em cũng sắp cái cây bự vô đây em đang đang vệ sinh nữa nè. <laughs> đang xuống lá. Xuống lá rồi bấm tỉa, Dằn dây lại ha, tại vì những cái cây của mình như vậy nè nè em. Lâu năm mình cắt tỉa hoài ba cái nhánh bắt đầu nó sẽ lên sẽ xuống nó nó không có đúng vị trí nữa. Nên lâu lâu phải xuống lá ha, phải chằn nhánh lại cho nó đúng vị trí một cái. Rồi à, mình mới chăm sóc tiếp nè cái nhánh bắt đầu đi không đúng vị trí thấy không tầm cái cây này tầm khoảng 2 năm đối với những cái cây, cây lớn thành phẩm như thế này tầm khoảng 2 năm mình cứ cắt tỉa ha ví dụ như hai ba tháng mình cứ cắt tỉa bình thường nhưng mà tầm khoảng 1 2 năm gì đó bắt đầu mình sẽ xả lá mình vô dây và mình dằn cho cái nhánh của mình nó đúng vị trí lại cây này hồi sáng làm được có một phần một cái sách cái cây này vô lặng làm đặng kịp đi chủ yếu là mình đi chơi giải trí thôi lâu lâu gặp những anh em xa thì ta cũng quý ha trao đổi này nọ đâu giao lưu đi giao lưu chơi có dịp mà chứ làm cây này giờ anh em mình nói công việc cái thì ai không có phải không nhưng mà tới hồi đi chơi thì hứng thì nhảy ra đi thôi đi đi gặp những anh em ở xa để mình giao lưu học hỏi đồ thêm có được mấy cái cây gì cưng lắm anh em không phải là bán xong mình lấy tiền xong là rồi đâu bán thì có nó còn phải phục vụ cái đam mê của mình nữa chứ chứ thì đồng ý là tiền thì ai cũng sẽ cần ít nhiều gì ai cũng sẽ cần nhưng mà mình vừa làm mình vừa đam mê mình mới làm được nên rất là đam mê mình tặng mặn tỉ mỉ nhiều khi anh em cứ nghĩ à, lúc trước thì em bán hàng phôi này nọ em mua về em sanh sữa em bán hồi ba bốn năm trước mà sau khoảng 2 năm nay thì em bán ít lại nhưng mà bán cái cây nó 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 ok hơn tí để về cho anh em. Nhiều khi anh em mình cứ sợ không phải là cái người khác á thì người ta nghĩ sao không biết ha. Nhưng mà những anh em mà nói anh mới tập chơi, anh mới biết chơi, anh thấy phái quá anh mua về anh chơi. Em sợ nhất là những anh em đó mua cây của em luôn. Thật sự luôn á anh em. Cái này đó không phải là mình làm gì ha nhưng mà em sợ thật sự sợ chẳng thà anh chơi lâu anh biết chăm sóc cây anh mua cây của em em rất là vui thứ nhất anh sẽ không có ngại về cái phần giá cả tại vì anh là một cái người biết chơi anh sẽ không có ngại về phần giá cả là một cái phần thứ hai là cái khâu chăm sóc em bán cho anh cái cây em rất là cưng em bán về cho anh anh dù gì anh cũng phải biết chăm sóc chứ anh mua cái cây đồng ý là anh tỏa tiền là cái cây là của anh anh làm gì anh làm nhưng mà nếu mà anh về anh không biết chăm sóc á lỡ nó bị hư bỏ cành chết nhánh hư rễ mà không phải một liền cái cây muốn ví dụ như nó muốn hư cây này giờ nó muốn hư không phải là dễ nó đã hoàn thiện anh chủ cơ yếu là anh cắt tỉa thôi cắt tỉa hai ba tháng hai hai tháng cắt tỉa 2 -3 tháng cắt tỉa hai ba tháng cắt tỉa cho sạch sẽ cây của mình cái cây mình chơi rất là bền đó cái trường hợp đầu tiên nè mua về không làm gì hết bỏ một năm hai năm ba năm không thay chậu không cắt tỉa gì luôn quay lại nói lỡ cây nó hư rồi cái nói anh mua cây của cưng dễ chết tiêu hỏi anh có làm gì vệ sinh chụp cái cây của mình đâu ba bốn năm rồi gì trước á chụp cái cây yên nguyên vậy bỏ chết khô luôn không thay phân vàng úa lá hư gãy rụng hư hết trơn luôn đó, lúc đó em sẽ mang tiếng tiền gần bán cho cái cây của anh đó. nó ba bốn năm rồi nó mới chết chứ không có chết liền đâu tại vì anh bỏ quá nó mới chết em lấy tiền em xài rồi em ăn rồi em tùm lum hết trơn luôn rất là lâu cái anh em quay lại anh em nói tội anh mua cây của cưng dễ chết tiêu tao ơi không không làm đi tấn chết thật ra em em có mang tiếng không đúng không em bán vậy á cái anh em người cái người ngoài cuộc người ta đâu biết nãy mua bao nhiêu lâu về nó làm gì không cái lỡ nó chết cái nó đồn cái ừ đó bán cây chết không mua về chết mà trong khi đó không có chăm sóc không có thai chậu không có phân thuốc không có tỉa rửa không có làm gì hết nhưng mà cái người ngoài người ta không biết nên người ta sẽ nói, ừ, đó mốt đừng mua cây cũng đó hay gì đó là cái trường hợp em nhắc đến thôi đó cái trường hợp đó rất là khó ha rồi cái trường hợp thứ hai khi mà em bán cho cái cây một một cái anh đó về biết chăm sóc ảnh cưng cái cây ảnh có kỹ thuật ảnh chăm sóc phân thuốc cắt tỉa làm này làm nọ rất là ok sau này ảnh đáng cái cây ví dụ như em bán cho ảnh 30 triệu đi về nuôi thêm 3 năm sau nó lên hàng trăm triệu cái nguồn gốc cái cây đó nó xuất phát ra từ em người ta thấy cây đẹp đó ừ cây đó lúc trước mua của ông bonsai phong cách á nó đúng là em phải phải em là có càng có tiếng thêm không đó anh em càng tin tưởng em không bởi vì nhiều khi em sợ nó bán có những cái nha anh có rất là nhiều anh em youtube điện em luôn đó anh phái của anh mà, mà hỏi anh biết nuôi không à rồi anh không nuôi á thì cái gì có cái gì khác biệt anh phải chụp hình anh gửi qua cho em để em xử lý cho anh liền anh phải chứ còn mua mua về anh bỏ đó thì nhiều khi em không bán cho anh á thì em cũng bán cho người khác thôi ha chứ không phải là em bán cho anh em lấy tiền rồi thôi như nhiều khi bán cây nó không nhiều tiền về mất cái uy tín của mình cái đó là rất là khó khăn những anh em còn những anh em người ta người ta cần tiền người ta không có cần biết anh em học à, người ta phái người ta lại phái những anh em mà mới chơi chưa biết gì mới chơi những cái người bán lấy tiền người ta lại phái cái 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 cái, cái bên lĩnh vực đó thứ nhất phải ừ cây này ba chục thường thường bán bán kẹo thơm quá Bán không được 35 triệu thêm được 5 triệu này mới biết chơi nó tiền nhiều nó mới biết chơi đó. bán xong lấy tiền rồi sau này đâu có tiếng tâm đâu có gì đâu rồi cũng không có sợ này nọ nữa đúng không bán xong lấy tiền ừ bán được kẹo thơm đó mới chơi đó tiền nhiều mà mới chơi bán ngon bán túng giá bán kẹo thơm đó. người ta bán lấy tiền thì người ta phá những cái phản đó thật sự nha đó là cái kinh nghiệm của em hồi đó giờ thôi ha ở ờ, bán chần đó kèo thơm quá bán nữa nó mới biết chơi rồi dễ cây anh em không biết chơi thì nhiều khi anh em mình nó bị chết bị hư thì nó cũng đâu quan tâm nó cũng đâu ảnh hưởng gì đến nó thôi không phải không? Nó, nó... Nhưng mà khi mà mình bán em thì ngược lại em phái bán cho những người biết chơi biết nuôi biết chăm sóc hơn tại vì bán cho những người đó tiếng em còn em càng ngày càng phát triển được em càng ngày có nhiều mối thằng đó bán cây ngon về chơi cây đẹp về bán chơi cây lời chơi hai ba năm bán ra lời khúc cây đó đẹp nó em vẫn uy tín hơn tại vì giờ em đánh đánh là đánh bên cái mặt là em phát triển nên em muốn cái phần đó nó nhiều hơn còn nhiều anh em rất 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 là nhiều anh em nói tội tao sao không xem kênh youtube của mày tao phái mày lắm tao mua một cây ủng hộ thôi mua gì vậy? anh mua về anh bỏ chết gì anh mua cây phôi về anh nuôi cũng không được đó. phái là một phần phái nó bán phải nói quyết định có rất là nhiều luôn cái trường hợp đó em có nói ha. không phải là em không em không phải là cao thượng gì đâu không phải là em không cần tiền nhưng mà cái cái đam mê của em nó khác với bây giờ em phải bảo vệ cái 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 hình ảnh tí ha. tại vì em làm kênh kênh youtube lúc trước của em hay vui nó còn nhỏ thì sao cũng được người ta không có quan tâm nhưng giờ thì cái kênh em cũng là cũng được được nên em cũng cần phải bảo vệ chẳng ha anh em biết ngon thiệt cái đó em nói thiệt chứ nha anh em ha, những anh em facebook bởi vì anh em mình thấy sao à, nói em ít hỏng bán cây sao hổng bán cây nhà tên youtube cũng vậy ha, tại vì tên youtube này thì nhiều khi anh em mình đam mê phái nhưng mà anh em mình chưa biết chăm sóc chẳng hạn anh em mình zalo hoặc là facebook gì đó rồi anh em mình trao đổi ví dụ anh cũng có cây nuôi anh cũng biết chăm sóc thì rất là vui vẻ để giao lưu với anh em mình luôn chứ đâu phải nuôi cây để làm gì đâu mà không bán ha cây này hiện giờ móc vậy nè, móc mấy cái phé này nữa thôi. Y gan như là móng không? mấy mấy cái phé này nè, anh em mình nên phải làm sạch vệ sinh nha chứ không phải anh em cứ nói ừ cái phé nhỏ nhỏ đó mà à cái quỷ gan chi nha. những con sâu, con bệnh, con này, con kia đồ đó nó sẽ ẩn trong đó đó nên mình cần phải làm vệ sinh sạch trong cái khâu đó. Để cho nó không có chỗ trú ẩn được ha, nó mới cái cây của mình mới bền được rồi cái cây này thì à, là vệ sinh chắc khoảng tiếng tiếng ngoài nữa rồi cái em đắp riêu đắp gông rồi cái ngày mơi nếu mà em có đi lên tên à, à, chỗ à, gò dấp em chơi thì em sẽ quay dạo một vòng cho anh em mình coi và theo dõi luôn ha anh em nào ở gần thì có thể là chạy ra địa điểm chỗ đó để anh em mình tham quan những tác phẩm bonsai đẹp để anh em mình à, giao lưu thêm ha rồi bây giờ thì à, sẵn dịp nên em làm thêm một cái khúc clip vậy thôi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều ha cô chú anh chị em mình xem chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ca cho em một like để ủng hộ tinh thần ha cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa rất là nhiều